là khung trời diễm ảo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất của sự cao đẹp. Ôi, bất hạnh biết bao, nếu ai trong chúng ta không còn cha mẹ, nên một nhà thơ đã diễn đạt sự mất mát ấy. Bóng núi khuất, mẹ cha không còn nữa, lòng tái tê ngã buổi thu về, cứu cụ huyền nhờ Phật tổ từ bi, lòng con gửi chân đầm ngày tự tưởng. Kính bạch chư tôn thiền đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh nhân mùa an cư viên mãn, ngày chư tăng đáo tuế, ngày chư Phật hoan hỷ, chúng con được diệu phúc tận hưởng hương hoa hiếu hạnh và nguyện noi theo dấu chân tôn giả Mục Kiền Liên, thỉnh Phật cầu tăng lập đàn dâng cúng chư tôn thiền đức tăng để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hiện tiền được vạn sự an lành, cầu cho kiệu huyền thất tổ cha mẹ đã quá vãng nương nhờ sức chú nguyện của chư tăng sớm được siêu sanh tịnh cảnh. Lạy nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những người con ngoan hiền hiếu hạnh với mẹ cha, nguyện cho thế gian sẽ không còn những tiếng khóc tủi thân âm thầm trong đêm tối vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt ngào thân tình của hai đấng sinh thành. Giữa bầu không khí được tình pháp lữ, chúng con xin được thay mặt chư linh đệ gần xa đảnh lễ khánh tuệ chư tôn thiền đức nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nguyện trên quý ngài tùy từ chứng minh lạc thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Vô Năng Diêm Khởi Đại Hiếu Mục Hiền Viên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý Phật tử, mùa Vu Lan đã và đang trở về trên quê hương đất nước Việt Nam nhằm nhắc nhở những người con Phật xuất gia hay tại gia hoài niệm về hai đấng sinh thành, đó là cha và mẹ. Thông điệp tri ân và báo ân, đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây đã trở thành suối nguồn vô tận, noi gương mười phương ba đời chư Phật và tấm gương yêu hạnh của đại Mục Kiền Liên tôn giả, nhằm khẳng định cho chúng ta có mặt trên cuộc đời phải biết thương cha kính mẹ, hiếu dưỡng song thân, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục trong muôn một.
trở về lập miếu thờ vua, xây am thờ mẹ, xây chùa thờ cha. Hay thiên kinh vạn quyển hiểu nghĩa vi tiên, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, Đức Thích Ca văn Phật từ vô lượng kiếp, Ngài luôn lấy việc hiếu dưỡng song thân làm căn bản trên bước đường hành Bồ Tát đạo, tiến đến quả vị giải thoát giác ngộ, nhân tu muôn hành quả chứng nhất thừa. Từ những cử chỉ hành động cho đến lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Thánh Điển, không một bộ kinh nào Đức Phật không đề cập đến nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, cũng như tri ân, báo ân. Ngày nay Phật tử chúng ta kế thừa đạo lý. Đạo lý hiếu, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Bách hành hiếu vi tiên. Ngài một kỳ niên tôn giả được Đức Phật và đại chúng tôn xưng thần thông đệ nhất, hiếu hành vô song, tiêu biểu trong hàng đệ tử Phật xuất gia. Song đạo hiếu không dừng ở đây, Đức Phật muốn cho tất cả cha mẹ trong 7 đời đều được sánh ngang với 10 phương 3 đời chư Phật. Người cha được sánh ví như Đức Phật Thích Ca, người mẹ thì được ví như Đức Từ Thị Di Lặc. Chính vì lẽ đó, người xưa thường nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Công đức của cha mẹ vô cùng to lớn. Giả sử trên thế gian này nếu có người lột da làm giấy, dóc thưa xương làm bút, lấy máu làm mực, cũng không thể nào nói hết được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mùa vu lan chính là những hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta cần phải có những việc làm thiết thực như phụng dưỡng thuốc thang cơm cháo sớm tối, thăm hỏi đồng viên, làm ấm lòng cha mẹ, đồng thời khuyến khích cha mẹ tin sâu lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo để có được đời sống an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn ra phức tạp khó lường, mỗi người con Phật chúng ta lên cần phải dũng mãnh tinh tấn hộ trì đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa thần Việt. Trong đó có đạo lý hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ tổ tiên, đoàn kết thân hữu, cầu chúc cho cha mẹ quá vãng sinh về cõi Phật an vui, cầu chúc nguyện cho cha mẹ hiện đời phúc thọ tăng năng, tùy tâm mãn nguyện. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tại chùa Chuông, chư tăng bản tự cùng Phật tử địa phương phát tâm hàng năm tổ chức một tuần lễ pháp hội vu lan báo hiếu. Ngày hôm nay cũng như hàng năm, 2 năm trước vì dịch COVID-19 cho nên chùa vẫn tổ chức nghi thức nghi lễ đầy đủ, nhưng vì dịch bệnh cho nên không thể tập trung đông người được. Việc lễ hội nghi lễ
thì đầy đủ, nhưng các hội chúng không được hội được đủ đông. Năm nay dịch Covid đã tương đối tạm ổn và được đẩy lùi, nên được sự cho phép của nhà nước, của chính phủ, của các cấp lãnh đạo, cho nên chùa chúng ta lại tổ chức trở lại để các Phật tử địa phương cũng như thập phương câu hồn về tại chùa chuông đây. Đối trước đàn hồng vào điện, mười phương chư Phật thành tâm thành kính tỉnh lễ tụng kinh niệm Phật. Tối hôm nay giờ này các Phật tử lại thành tâm có sở biểu dâng y tịnh tài tịnh vật để cúng dường lên mười phương chư Phật hiện tiền thanh tịnh chúng chư tăng ni. Đại mệnh chư tôn đức tăng ni ghi nhận Phật tử và cầu nguyện một mùa muôn năm an vui an lành thanh tịnh từ nội tâm cũng như ngoại cảnh. Chúc lành hiếu thảo của các Phật tử đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã quá vãng hay hiện tiền, nương nhờ công đức này mà đều được tùy tâm mãn nguyện. Các Phật tử cứ thành tâm đỉnh lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôn giả Đại Hiếu Mục Hiền Thiên Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư Tăng Tạng Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy xin Đức Phật chế ra, Ngài định ra cái y phục thống nhất, cái đồng phục cho toàn bộ các vị tỳ kheo. Thì Đức Phật mới nhìn thấy những người nông dân đang gieo mạ ở trên cánh đồng, thì Ngài mới nói là những cái ô ruộng này nó chia thành từng ô, thì những cái ruộng này là cái nơi người nông dân họ gieo mạ, và những cái hạt giống này rồi sẽ sinh sôi nảy nở lớn lên và thành cây lúa và nuôi sống biết bao nhiêu người. Thì vì vậy Ngài gọi đây là, Ngài nói đây là phước tiền. Phước tiền có nghĩa là ruộng phước. Cái hạt giống của chúng ta gieo vào trong đó, rồi nó một cái việc làm dù nhỏ nhưng chúng ta gieo trồng vào nơi tam bảo thì nó giống như một hạt mạ, một hạt giống rất là nhỏ vẫy vào trong cái ruộng phước, rồi nó sẽ nhờ nắng gió, nó sẽ nhờ mọi cái điều kiện của thiên nhiên mà dần dần nó sẽ lớn lên và thành cây lúa tiểu hạt, đem lại cái lợi ích cho đời sống. Nên vì vậy cái công đức mà phát tâm gieo trồng vào tam bảo nó vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Nên vì vậy Đức Phật nói vậy thì lấy cái hình ảnh từ cái người nông dân gieo trồng hạt giống vào trong ruộng này, thì A Nan hãy dựa theo đây mà
mà làm một cái tấm y, và ngài Na Na theo đó thì mới làm ra một cái tấm y. Nên ngày nay quý vị thấy quý thầy đắp cái tấm y cà sa thì là nó có từng ô tượng trưng cho những cái cửa ruộng gọi là phước điền. Thì khi chúng ta gieo trồng vào đây thì công đức của chúng ta nó sẽ tăng trưởng dần lên. Vì sao cái công đức chúng ta gieo vào đây nó lại tăng trưởng lớn đến như vậy? Vì nó có cái sự gia trì của Tam Bảo. Giống như chúng ta làm một cái việc thiện, chúng ta có thể là đi từ thiện, chúng ta có thể là đi cứu trợ, chúng ta làm những việc thiện xã hội bên ngoài. Nhưng cái việc thiện đó đôi khi nó sẽ bị nhiều những cái chướng ngại, hoặc đôi khi chúng ta làm những cái việc thiện nhưng mà tâm chúng ta là cầu danh, hoặc là chúng ta mong muốn là làm để khẳng định cái tôi của mình. Nhưng mà khi chúng ta vào trong Phật Pháp thì chúng ta thường làm với một cái tinh thần khác ngưỡng và một cái tinh thần không vì danh, không vì lợi. Và cái việc duy chỉ có ngọn đèn của bà lão thì cháy rất sáng và ánh sáng tỏa ra rất là diệu kỳ và làm cho người nhìn thấy sinh được tâm hoan hỷ. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy ngọn đèn cháy sáng mà khi ấy mặt trời đã lên nên ngài mới thổi cho ngọn đèn tắt. Kỳ lạ thay, khi ngài thổi ngọn đèn không tắt, sau đó ngài dùng y của mình chụp lên ngọn đèn vẫn không tắt. Ngài dùng thần thông tạo ra một trận gió lớn để thổi tắt ngọn đèn, nhưng kỳ lạ thay ngọn đèn ấy vẫn không tắt. Khi ấy Đức Phật từ trong tịnh xá, ngài đã quan sát sự việc, rồi ngài mới bước ra và bảo ngài Mục Kiền Liên: "Này Mục Kiền Liên, ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy ư? Ông không làm được đâu. Dầu ông đem nước của bốn biển tưới lên ngọn đèn ấy cũng không thể nào tắt được. Vì sao vậy? Vì ngọn đèn ấy là ngọn đèn được thắp lên bởi niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo, bởi sự thành kính tuyệt đối vào Tam Bảo. Nhờ như vậy nên ngọn đèn ấy trở nên có công đức phi diệu vô cùng." Khi ấy Đức Phật bước ra bên ngoài tịnh xá và bà lão được diện kiến Đức Phật. Đức Phật ân cần nhẹ nhàng và mỉm cười lấy tay xoa đầu bà lão và thọ ký cho bà rằng: "Ta thọ ký cho bà tương lai sẽ được thành Phật." Câu chuyện này đồn thổi khắp cả vương quốc và đến tai nhà vua. Nhà vua rất bực tức và nói với quan đại thần: "Tại sao ta cúng hàng trăm thùng dầu với những ngọn đèn lớn như vậy mà không được Đức Phật thọ ký, còn bà lão ăn xin kia thì cúng dường có một tiên đèn nhỏ mọn như vậy mà lại được thọ ký thành Phật là cớ sao?" Quan đại thần đáp: "Đức vua tuy cúng dường rất nhiều dầu và nhiều đèn, nhưng tâm không thanh tịnh, không tôn kính tuyệt đối bằng tâm của bà lão kia, nên vì vậy không thể sánh với công đức một ngọn đèn của bà lão kia." Từ đó trong Phật giáo đã bắt đầu có truyền thống đốt đèn cúng Phật, mang ý nghĩa tụng niệm truyền đăng, lấy ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật. Ánh sáng soi đến đâu thì bóng tối lui dần đến đó. Trí tuệ của Đức Phật, tuệ giác bát nhã soi chiếu đến đâu thì bóng tối vô minh phải lui dần vào. Khi vô minh tan biến thì khổ đau cũng không còn. Và từ đó truyền thống đốt đèn cúng Phật đã có mặt trong Phật giáo và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Mang ý nghĩa một ngọn đèn nhỏ nhoi, nhưng với tất cả tâm thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo thì công đức ngọn đèn ấy trở nên vô cùng lớn lao. Nương nhờ công đức cúng dường ngọn đèn này mà đời sau chúng ta sẽ được trí tuệ sáng suốt, được thân tướng xinh đẹp, được các công đức lành, và đặc biệt thường được thân cận các bậc thiện tri thức. Vì ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật, và chúng ta thắp ngọn đèn để cúng dường ngài thì chúng ta cũng được thừa hưởng và nhận được sự gia trì từ ngài. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc thắp hoa đăng, ý nghĩa của việc là thắp hoa đăng cầu nguyện. Và sau khi chúng ta đã đem cái tâm thành kính chúng ta cúng dường Đức Phật rồi thì giáo pháp của Đức Phật, cái tinh thần cao cổ nhất ở trong đạo Phật đó chính là tinh thần bình đẳng. Nên vì vậy trên thì cúng dường chư Phật,
dưới thì phải đem cái ánh sáng của ngọn đèn đó để soi chiếu vào cõi vô minh, soi chiếu vào những tâm hồn đang lạc lối, soi chiếu vào những con linh đang không có nơi nương tựa. Vì sao vậy? Vì trong giáo pháp của Phật thì bình đẳng là cảnh giới cao nhất. Nên vì vậy trong kinh Kim Cang nói: này Tu Bồ Đề, Như Lai thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Đó chính là tâm bình đẳng của tất cả các pháp, trong đó các pháp bình đẳng và bình đẳng, bình đẳng một cách tuyệt đối thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Như vậy có nghĩa là trên chúng ta đã dâng ngọn hoa đăng cầu nguyện và cung dường chư Phật, dưới chúng ta dùng cái ánh sáng này để soi đường dẫn lối cho ông bà cha mẹ của quyền sắc tổ của chúng ta. Tiếp theo nữa là những con hồn con linh đang bất cứ nhà của Như Lai, và sau đó quân lĩnh chư tôn hiền đức sẽ dùng ánh sáng này để truyền xuống cho các quý vị phật tử, để quý vị những tiếp nhận ánh sáng trí tuệ vô vi của Đức Phật. Tam bảo tu hành, thoát khỏi các cảnh khổ tâm ma thường ngã, mà
sinh về thế giới tha lành. Giờ này chúng con xin thành tâm tế đầu quốc tịnh chư tôn thiện đức Ca Ni, hướng về ba ta bảo nhận ánh sáng từ ba ta bảo, thắp lên ngọn đèn trí tuệ, thắp lên ngọn đèn chánh pháp của thiên hai. Và sau đó xin quân thần quý ngài quan tâm xuống bên dưới để truyền trao ánh sáng tự giác cho toàn thể vị các quý vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin quân thần sư tôn thiện đức. Chúng ta
Hare 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 Hare
Cha mẹ còn đang tại thế tăng
tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, an vui hạnh phúc, an vui hạnh phúc, thường được tam bảo gia hộ, thường được tam bảo gia hộ, ngày đêm sống trong chánh pháp, ngày đêm sống trong chánh pháp, hồi hướng cho các anh hùng liệt sĩ, hồi hướng cho các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, đồng bào tử nạn, hà sa ngạ quỷ, hà sa ngạ quỷ, dị loại xuất sinh, dị loại xuất sinh, hồi hướng cho các nạn nhân, hồi hướng cho các nạn nhân tử vong vì đại dịch Covid-19, tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, nương nhờ công đức này, nương nhờ công đức này, sớm xa lìa cảnh khổ, sớm xa lìa cảnh khổ, buông xả oan ức, buông xả oan ức, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề, đồng niệm Di Đà, đồng niệm Di Đà, đồng nguyện vãng sinh, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh cực lạc, đồng sinh cực lạc, hồi hướng cho toàn thể pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho toàn thể pháp giới chúng sinh, nguyện cho chúng sinh mau hết khổ, nguyện cho chúng sinh mau hết khổ, nguyện cho chúng sinh thường an vui, nguyện cho chúng sinh thường an vui, nguyện cho chúng sinh phát tâm bồ đề, nguyện cho chúng sinh phát tâm bồ đề, phát tâm tu Phật, nguyện cho chúng sinh viên thành Phật đạo, nguyện cho chúng sinh viên thành Phật đạo, Nam mô Sa Bà giáo chủ, Nam mô Sa Bà giáo chủ, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Kiền Liên Bồ Tát, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Rồi xin quý vị chúng ta đặt ngọn nến trước mặt mình và chúng ta chắp tay dành một phút tưởng niệm cũng như là cầu nguyện hướng tâm đến ông bà cha mẹ đã quá vãng cũng như tất cả các chúng sanh vô hình trong pháp giới mười phương đã qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các quý vị Phật tử, buổi lễ Hoa Đăng cũng đã kết thúc chương trình lễ Vu Lan Thắng Hội Phật lịch 2566 dương lịch 2022 được tổ chức tại Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên ngày hôm nay. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ thêm một tuổi hạ, đạo lực đường thâm sâu và hoàng dương chánh pháp đến mọi miền đất nước, giúp cho tất cả các chúng sinh hữu hình và vô hình đều được thân chiêm công đức, xa lìa tất cả các phiền não và khổ đau. Xin chúc toàn thể các quý Phật tử ra về được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và luôn luôn giữ tinh thần của ngày lễ Vu Lan ngày hôm nay, đó là tinh thần tri ân và báo ân. Luôn luôn hãy nhớ đến công ơn của tất cả mọi người xung quanh chúng ta để chúng ta cùng sống trong một thế giới biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin mời quý vị Phật tử chúng ta đứng dậy chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo để cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quan tâm về phương trượng đại lao trà nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.